Thưa quý vị, Châu Đốc là thành phố đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh An Giang, một trong hai trung tâm kinh tế chính trị gian quá của tỉnh An Giang, có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Trong những năm qua, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố luôn được giữ vững, tăng trưởng ổn định, lĩnh vực gian quá xã hội đạt nhiều thành quả quan trọng, kết cấu hạ tầng phát triển, mở rộng không gian chỉnh trang đô thị, hỗ trợ hộ nghèo giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm triển khai rộng khắp. Với những điều kiện thuận lợi cùng tính năng động sáng tạo nhạy bén với cây mới và ham học hỏi của tuổi trẻ thành phố đã tạo ra nhiều cơ hội cho thanh niên dưng lên làm giàu và đã xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên. nhiệm kỳ qua các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào lập thân lập nghiệp khuyến khích và vận động thanh niên chủ động tạo việc làm giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh, thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên theo hướng thiết thực chất lượng. Các cơ sở đoàn, ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn cho gia đình thanh niên làm ăn, ổn định cuộc sống gia đình. Phối hợp ngân hàng chính sách xã hội thành phố hỗ trợ 47 thanh niên làm kinh tế với tổng số vốn trên 1,8 tỷ đồng cụ thể như anh Trần Văn Đức ở khóm Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, được phường Đoàn Vĩnh Mỹ giới thiệu ngân hàng chính sách xã hội thành phố hỗ trợ vốn dài với số tiền 50 triệu đồng đã giúp anh Đức đầu tư cải tạo đất ruộng lên giường, chi phí cây giống, hệ thống tưới nước tự động, phát triển mô hình trồng mít thái, xen canh các loại quả màu cùng với mô hình nuôi rồng Nam Mỹ. Với diện tích 3.000 mét vuông đất của gia đình, anh Đức đã mạnh dạng chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả của gia đình sang lập vườn trồng mít thái. Trong thời gian đầu trồng mít thái, anh tận dụng không gian trống trong giường, trồng sen canh thêm đu đủ, bí hồ lô, bí rợ nhằm lấy ngắn nuôi dài, đợi cây mít cho thu hoạch. Trong thời gian ngắn, anh Đức đã trả đủ cả phần lãi và gốc số tiền dai. Qua 2 năm tập trung phát triển dưỡng mít đã giúp cho cuộc sống gia đình anh Đức ngày càng khấm khá hơn và tích lũy thêm vùng giống. Năm 2021, anh mạnh dạng tận dụng phần đất trống của gia đình nuôi rồng Nam Mỹ qua một thời gian nghiên cứu quy luật sinh trưởng, cách chăm sóc để phát triển rồng Nam Mỹ hướng đến mục đích kinh doanh. Đến nay, anh đã nuôi gần 100 con rồng Nam Mỹ các loại. Số tiền thu về từ việc bán rồng Nam Mỹ lên đến hàng chục triệu đồng. Được sự giới thiệu của phương đôi Mỹ để tôi được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách, giúp cho tôi có một số vốn để khởi nghiệp từ mô hình trồng mít Thái. Sau 2 năm trồng mít thì tôi cũng đã thu hoạch và giúp cho tôi có một khoản lợi nhuận khá. Từ đầu năm 2018, tôi được biết đến mô hình mua rồng nam mỹ từ các trang mạng xã hội và câu lạc bộ bò sát của việt nam sau một thời gian tìm tòi và học hỏi tôi thấy nuôi sinh sản cho ra lợi nhuận khá cao nên đến năm 2021 tôi đã mạnh dạng đầu tư mô hình này ban đầu chưa có kinh nghiệm trong việc chăm nuôi rồng nam mỹ nhưng được sự giúp đỡ của anh em trong câu lạc bộ và kinh nghiệm từ các trang mạng xã hội tôi đã cho sinh sản và ấp nở thành công giống rồng này tại địa phương giúp cho tôi có một uh, nguồn kinh tế khá cao để trang trải cuộc sống của gia đình. Đối với anh Lê Quang Khánh, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, không chỉ thành công trong việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà đông tảo, còn tự chủ được nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương làm thức ăn trong chăn nuôi. Từ đó, không chỉ giúp anh tiết kiệm được chi phí mà còn giúp đàn gà phát triển khỏe mạnh, bán được giá cao, mang lại hiệu quả kinh tế. Trước đây, anh Lê Quang Khánh chọn mô hình nuôi gà ta để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, gà ta hay bị bệnh lợi nhuận thu được không bao nhiêu, có lúc còn lỗ vốn. Không nản chí, anh Khánh lên các trang mạng internet tìm cách nuôi gà Đông Tảo. Thấy cách chăm sóc không quá khó mà lợi nhuận mang lại khả quan vì giá bán cao nên bắt đầu nuôi thử vài con. Từ việc nuôi thử, trong quá trình chăm sóc mỗi ngày, anh Khánh cảm thấy rất hứng thú với mô hình nuôi gà Đông Tảo và quyết định mở rộng quy mô số lượng con giống. Anh Khánh cho biết ban đầu chưa có kinh nghiệm, anh đã tìm tòi học hỏi trên sách báo, các trang mạng cũng như tham gia các hội nhóm nuôi gà đông tảo trên mạng xã hội bằng nguồn vốn dài từ ngân hàng chính sách xã hội thành phố ủy thác qua giới thiệu của đoàn thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã giúp anh Khánh mở rộng và phát triển mô hình nuôi gà đông tảo với quy mô hộ gia đình số lượng gà mái mỗi đợt khoảng 100 con thay vì nuôi thả rông anh Khánh lựa chọn nuôi nhốt gà đông tảo trong lòng inox xếp chồng lên nhau cách biệt với nền trại bên cạnh đó với những kinh nghiệm của bản thân có được cùng những kiến thức học hỏi trên mạng internet anh Khánh còn thử nghiệm và thành công chiếc kỹ thuật thụ tinh cho gà đông tảo. Tỷ lệ trứng có phôi của gà mái sao đẻ đạt rất cao, gần 90%. Số trứng ấp nở thành công đạt khoảng 80%. Trước thì gia đình kinh tế cũng khó khăn nhờ sự giúp đỡ của phường đoàn số vốn đến chăn nuôi mô hình nuôi gà đông tảo. Đến lúc thời gian đầu thì cũng có một số khó khăn nhất định. Đến bây giờ thì mô hình cũng ổn định, có nguồn thu nhập khá chung hỗ trợ cho gia đình nhiều. Đặc biệt, thành đoàn Châu Đốc còn đẩy mạnh các phong trào sáng tạo trẻ, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế trong thanh niên, phát động thanh niên mạnh dạn mở rộng đầu tư phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo nhiệt quyết của tuổi trẻ, giúp thanh niên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Đối với chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp thì ban chấp hành thành đoàn Châu Đốc sẽ tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên ở các cơ sở trường học và địa bàn dân cư. Phối hợp với các ngành giới thiệu việc làm, đào tạo những ngành nghề phù hợp với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương như là phát triển về du lịch và các sản phẩm du lịch. Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho thanh niên muốn khởi nghiệp và có ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn tạo lập và duy trì các kênh thông tin trên các trang mạng điện tử để tập hợp chia sẻ phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội của thành phố châu đốc những mô hình mới cách làm sáng tạo những tập thể cá nhân tiêu biểu những mô hình liên kết sản xuất kinh doanh có hiệu quả để thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia vào quá trình khởi nghiệp lập nghiệp ngay tại chính quê hương của mình Chương trình đồng hành cùng đoàn viên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong đoàn viên thanh niên, thể hiện nhiệt quyết của tuổi trẻ Châu Đốc, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.